Ok. Thì như anh biết là từ xa xưa người ta đã nghĩ ra cách để lưu trữ các dữ liệu rồi đúng không? Ví dụ như là người ta khắc khắc những chữ lên cây chẳng hạn để lại thông tin cho người khác đúng không? Hoặc là khắc lên đá. Ngày xưa người cổ người ta đã khắc những cái hình tượng lên đá để lưu lại những thông tin. Đấy, thì cái thông tin của mình nó là rất rất là hữu ích đúng không? Mà mang nó mang lại tri thức. Ví dụ như là những cái thông tin mình ghi ở trong bộ não của mình ấy thì nó cũng là dữ liệu, cũng là data đúng không? Ví dụ nhà thu nó có thể chia thành các ngăn ở trên não để nó lưu trữ những hình ảnh về những con người khác nhau đúng không? Ví dụ như là bản ghi về tay hai thì nó lại khác đúng Cung điện tử không? Đấy, hay bản ghi về Yến lại khác, bản ghi về về Chuân lại khác đúng không? Đấy, những bản ghi khác nhau ở trong bộ não của Thu nó sẽ được ngăn xếp ra những cái bản ghi khác nhau đúng không? Có thể bản ghi về tay hai nó hơi một tí đau đớn gì đấy thì có thể lúc đấy mình cần phải drop out đi chẳng hạn. Nhà thư này đấy, nhưng mà có thể là bộ lưu trữ của bản ghi của Chuân có thể càng ngày nó càng gọi là tăng các round lên vâng nghe rồi. Thì cơ sở dữ liệu thì nó có rất là nhiều mô hình khác nhau. Thì mô hình phân cấp hay là network hay là đồ thị này thì mình chủ yếu là mình sẽ đang học về cơ sở dữ liệu quan hệ này thôi. Tập trung vào dữ liệu đây thôi. Còn cái mà mình cũng đang cài hôm nay ấy, cái mà mình đang cài hôm nay ấy, thì nó là hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Đây, nó là hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhé. Thì thường người ta sẽ cơ sở dữ liệu ấy, thường người ta sẽ đóng vào một cái bảng, mà trong một bảng thì nó sẽ bản đây gọi là bảng ghi thì nó có quan hệ với nhau, cái relation này là quan hệ đúng không? Còn cái attribute này thường là các thuộc tính hay nó là một cột ở trong cái bảng bảng đấy. Còn các bảng ghi thì nó gọi là tuple hay là gọi một row row thì trong một bảng này nó sẽ có quan hệ với nhau. Ví dụ như bảng nhân viên này đúng không, nó sẽ có rất nhiều thuộc tính tên rồi là F name là city là S salary, nó đều là thuộc một bản ghi. Đấy. Thì mỗi một cái bản ghi này là một thường là một cái thông tin về một cái người nào đấy đúng không? Thì nó là một row. Thì các cột này nó gọi là thuộc tính. Hay gọi là attribute ấy, thì nó là thuộc tính. Nó cũng giống như kiểu là lập trình của mình ấy đúng không? Thì với cơ sở liệu nó cũng vậy. Nó là thuộc tính nhé. Thì cái mình đang đang học là hệ quản trị cơ sở liệu này, nó là thuộc về SQL. Thì tất nhiên là cũng sẽ có nhiều hệ hệ quản trị cơ sở liệu nhé. Hệ quản trị cơ sở liệu nó gọi là DBMS. Chứ viết tắt nó là Database Manager Management System. Thì có rất là nhiều hệ quản trị cơ sở liệu dữ liệu khác nhau. Mình học là MySQL này, ngoài ra thì sẽ có Postgre này, MongoDB này, Maria này. Có nhiều thằng. Thì tại sao nó phải sinh ra nhiều thằng này? Tại vì mỗi thằng nó sẽ lại có một cái ưu nhược điểm khác nhau. Ví dụ như là hệ cơ sở dữ liệu lớn chẳng hạn, ví dụ như YouTube hay là Facebook thì nó lại dùng những hệ cơ sở dữ liệu khác, MongoDB chẳng hạn. Hệ cơ sở dữ liệu đấy nó lưu trữ dưới dạng là như kiểu là JSON, lưu trữ JSON và giống kiểu map của mình ấy, key value lấy theo kiểu key value. Nhưng mà nó sẽ không ràng buộc như kiểu cơ sở dữ liệu MySQL này. Nó ít ràng buộc hơn. Cho nên là nó sẽ dùng cho những cơ sở dữ liệu lớn. Còn cái hệ MySQL này thì sẽ là kiểu là nó bị chuẩn chuẩn hóa nhiều hơn đấy, nó quan hệ với nhau nhiều thì nó chuẩn hóa nhiều hơn. Thì trong cái hệ thống tài chính ngân hàng hạn thì nó sẽ buộc phải chuẩn hóa dữ liệu đầu vào nó phải chuẩn hóa đúng không, giống như ở mình validate đầu vào ấy, thì nó phải chuẩn hóa. Thì thằng MySQL này sẽ dùng cho cái hệ gọi là cần phải chuẩn hóa dữ liệu đầu vào. Thì mình lên học cái này, sau đó mình có thể đi làm mình sẽ tìm hiểu những cái này sau. Không có thời gian để mình học hết hết tất cả này được đúng không? Mình chỉ chọn những thứ để mình học thôi. Rồi thì tất nhiên là nó cũng na ná nhau thôi. Ví dụ như là MySQL hay là Postgre thì nó cũng là hệ cơ sở dữ liệu quan hệ thôi. Anh em biết một thì học sang cái này nó nhanh thôi, đúng không? Chỉ có thằng Mongo với Maria này nó lại thuộc về cơ sở dữ liệu lớn thôi. Thì sau này anh em có thể có thời gian sẽ tìm hiểu tiếp hai thằng này. Server này thì cũng giống như thằng này thôi, nó chỉ khác nhau một số cú pháp thôi. Thì tất cả MySQL này thì nó đều thuộc
hãng Oracle nhé. Oracle thì nó cũng là của Java đúng không? Java nó cũng là cũng thuộc về Oracle thôi. Rồi thì cái này là giới thiệu về cái hệ điều hành mà mình tải về thôi. Thì mình sẽ đi vào cái phần mà thực hành nhé. Thì hôm nay chủ yếu mình sẽ làm quen, tại vì anh em sang một cái phần mềm mới, hoàn toàn mới đúng không? Có thể nhiều bạn biết rồi nhưng nhiều bạn chưa biết thì sẽ bị bỡ ngỡ với việc làm quen với nó. Rồi thì đầu tiên là mình sẽ tạo ra một cái database chẳng hạn đúng không? Thì nó sẽ có nhiều cách. Đây là anh vào trong rồi nhá. Thì thứ nhất là anh em có thể là phải chuột vào thẳng đây này, chọn grid schema này là tạo ra một database nhé. Ấn vào đây thì anh em có thể là gõ DB 11 demo ở đây chẳng hạn. Ấn apply. Đây nhá. Anh em đây là anh có rất nhiều database khác nhau rồi thì anh em cứ phải chuột vào cái khung bên trái này này. Được chưa? Cách thứ nhất là tạo database nhá. Cứ phải chuột vào đây thôi. Chọn Chris Sama này. Được chưa? Không phải ở bên dưới này mà. Ấn bên dưới này mà. Ấn bên dưới nhá. Cách này thì có vẻ khó khăn hơn, hoặc là anh em tạo luôn bằng cách ấn một cái thùng phi này này. Cái thùng phi này nhá. Chris Alice Sama này. Đấy, đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai anh em có thể vào đây. Cách hai vào đây nhá. Ấn luôn cái thùng phi này này. Được chưa? Thì đặt tên là DB 11 demo. Tạo cách này cho nó đơn giản nhé, đúng không? Ấn vào thùng phi. Ấn vào cái thùng phi này nhé. Xong chọn DB 11 demo này. Xong chọn vào apply. Apply tiếp. Rồi, ấn vào fill it thôi. Anh nó bị đẩy. Anh bị rút rồi. Được chưa? Thì sau đó anh em tìm cái cơ sở liệu vừa mình tạo ở đây thôi. Sau khi tạo anh em có thể ấn vào reload, nếu mà không thấy thì ấn vào cái reload này. Cái này luôn là cái refresh, giống kiểu refresh trang ấy. Ấn vào đây là reload ấy. Mình tạo xong cái gì đấy thì mình nên ấn vào cái refresh này. Đấy thì mình muốn thao tác với cơ sở dữ liệu nào ấy thì mình sẽ nháy đúp vào cơ sở dữ liệu đấy. Đây, nháy đúp vào. Thì khi mà nó bôi đen như này có nghĩa là mình đang thao tác trên cái cơ sở dữ liệu này. Đó. Sau này mình sẽ tạo nhiều dự án khác nhau mà. Nên là mình muốn thao tác dữ liệu nào ấy thì mình lên kích chuột đúp vào. Thì nó bôi hình bôi đen như này đúng không? Thì nó sẽ đang thao tác với cơ sở dữ liệu đấy. Đây, nó đang bôi đen cơ sở dữ liệu này đúng không? Thì đấy là mình đang tạo bằng cái gì? Bằng gọi là cơ học đúng không? Một cách sau là mình có thể là tạo bằng câu lệnh query. Mình ấn vào câu SQL này, ấn vào SQL này đúng không? Mình ấn vào grid này, database đúng không? Đấy, xong đặt tên cho database. Ví dụ DB11 demo 2 chẳng hạn. Sau đó mình muốn chạy được câu lệnh query nhá thì mình sẽ bôi đen chấm phẩy nhá. Sau lệnh mình có chấm phẩy này. Mình bôi đen này. Sau đó mình ấn vào cái set này. Nó set nhé, bôi đen đúng là set. Đấy, thì nếu mà lệnh nó màu xanh như thế này này thì có nghĩa là lệnh mình chạy thành công. Được chưa? Sau khi chạy lệnh thì mình cũng lên refresh lại cái này. Đấy, thì nó sẽ tạo ra cơ sở liệu này. Mình có thể nháy đúp vào đây thì nó sẽ thao tác với cơ sở liệu này. Xóa thì có thể xóa bằng lệnh. Cách nhất là xóa bằng lệnh nhá, drop. Cái SQL này nó thi thoảng nó bị lag như lệnh nhá. Nếu mà nó lag thì anh em có thể tắt đi vào lại. Bình thường nó sẽ nhắc lệnh như này. Drop database nó sẽ nhắc lệnh như này. Vâng. Đấy thì muốn xóa cơ sở liệu nào thì mình sẽ gõ ra đây đúng không? DB1 demo 2 chẳng hạn. Đây bây giờ anh xóa cái database này đi chẳng hạn đúng không? Xóa cái này đi nhá. Đấy, thì anh em muốn chạy lệnh thì cứ bôi đen thôi. Bôi đen sau đó ấn set. Đấy thì nó sẽ xóa đúng không? Đấy là mình đang xóa bằng lệnh nhé. Còn mình có thể xóa bằng chuột cũng được. Xóa bằng chuột thì mình chỉ là phải chuột vào thôi. Xong rồi drop schema. Drop schema là xóa đi.
Đấy chưa? Hơi nhanh à? Ừ đấy. Đầu tiên là mình làm bằng lệnh trước đi, đúng không? Làm bằng lệnh nhá, mình ấn vào SQL này. Đấy chưa? Ví dụ anh muốn tạo ra một database nào đấy thì lệnh của nó là create. Create này, database này. IP11 gạch demo 1 chẳng hạn. Nếu nó không có nhắc lại thì anh em phải tắt đi bật lại. Thì thoảng nó bị lag ấy. Cái này nó không gọi là như IDE đâu. Chờ, có tool. Nhưng mà anh em cứ học cái thuần đấy. Có nhiều tool hỗ trợ lắm. Sau đây anh em đi làm có thể dùng tool. Mới cả sau này anh em dùng Intel chọc xuống được mà. Intel gì chọc lệnh xuống được mà. Sau này sẽ code bằng Intel gì là chủ yếu. Chứ mình không code bằng cái này. Nhưng mà bây giờ mình cứ học thuần này đã để mình biết cách thao tác với cái phần mềm này đã, đúng không? Sau này ví dụ các bạn nào chỉ là làm mảng database không ấy thì mình chỉ thao tác với những cái công cụ của database thôi. Chắc các bạn sẽ đi theo hướng data center đúng không? Quan tâm là mình làm được logic đúng không? Quan tâm thì giao diện đúng không? Đây là mình đi học còn được dùng những cái phần mềm mất phí ấy. Còn nếu mà ra đi làm toàn phần mềm miễn phí thôi. Ví dụ là Java toàn Eclipse thôi, code khó chịu lắm. Công ty đâu không đầu tư mất phí mấy đâu. Làm phải code phần mềm miễn phí thôi. Ví dụ mình làm cùng đội nó toàn code phần mềm miễn phí, mình vẫn phải theo nó để map cho nó chứ, đúng không? Tự dưng mình một kiểu này nó cũng khó map với nhau. Được chưa em? Create database được chưa? Đỏ chót là sai lệnh. Em xem lại đúng cú pháp chưa? Chiến hỗ trợ đi. Xem nó có trùng tên không? Reload lại đi, reload lại đi. Reload xem có chưa? Đây ví dụ là anh tạo rồi đúng không? Anh chạy phát kiểu gì cũng lỗi. Không lỗi à? Đây nhá, bây giờ anh tạo phát nữa nhá. Đây lỗi này. Nó bảo là database acid đã tồn tại rồi đúng không? Cái từ acid này nghe quen lắm đúng không? Đây với những cái lệnh nào mà sai ấy, nó sẽ báo đỏ như này này, error này này. Đấy thì mình sẽ phải đi tìm sao tại sao lỗi. Bôi đen ấn vào cái set này. Ấn vào cái set này này. Em phải reload lại. Reload lại. Anh bảo anh tạo xong phải reload lại. Được chưa? Thì anh bảo nó bị lag, em phải tắt đi bật lại. Thì thẳng nó bị lag. Mua sẵn trà sữa. Sau này mình code bằng Intel Easy luôn mà. Được chưa anh em? Thì bây giờ muốn xóa đúng không? Thì là drop thôi, drop database. Ví dụ anh muốn xóa cái JV11 này đi đúng không? Đấy, drop, sau đó anh em bôi đen vào lệnh đấy thôi, chạy. Đấy, anh em có thể là reload đi đúng không? Thì đấy là cách mình dòng bằng code đúng không? Còn bây giờ mình có thể xóa trực tiếp bằng cách là mình phải chuột vào đây này. Drop Sigma đi thôi, drop đi, drop now. Đấy, là nó cũng mất. Có hai cách đúng không? Một cách là mình dùng bằng lệnh, một cách là mình dùng bằng chuột. Gọi là bằng cứng đi đúng không? Ừ.
Đúng rồi. Tức là ấn vào set này nó tương đương với chạy lệnh ấy. Mình phải bôi đen cái lệnh nào mình muốn chạy đúng không? Sau đó ấn vào set này nó mới chạy được. Khi lệnh đang mà con chuột đang đặt lên. Tay đi chuẩn được lúc nào. Thấy chưa? Rồi. Tiếp tục nhá. Thì đấy là cú pháp về tạo database này, drop database này. Rồi bây giờ mình muốn tạo bảng ở trong cái database của mình đúng không? Thì đây mới là đặt tên của database thôi. Còn table nó sẽ xuất hiện trong này này, đúng không? Thì vì mình muốn tạo bảng ở trong này thì mình phải nháy đúp vào đây đã, đúng không? Hoặc là dùng lệnh ill. Cứ nháy đúp vào đây cho nó dễ, đúng không? Nháy đúp vào cái database mình muốn tạo bảng, đúng không? Sau đó mình sẽ là gì? Create table. Tạo bảng là create table. Ví dụ như student đi. Student như này. Thì các thuộc tính của nó sẽ truyền ở trong cặp ngọc tròn như này. Và chấm phẩy như này, mình sẽ ấn enter xuống. Đấy, các thuộc tính nó sẽ ghi ở trong này. Thì cái này thì kiểu dữ liệu của nó sẽ ngược với Java nhé. Nó sẽ phải là gõ tên thuộc tính trước. Đấy. Sau đó là đến kiểu dữ liệu này. Int là kiểu số này. Cách nhau 7 dấu phẩy nhé. Dựa lem này. Vacha này. Vacha là kiểu ký tự nhé. Giới hạn này, 255 này. Tuổi này. Cái này nó ngược nhá, kiểu dữ liệu nó sẽ ngược với cả Java nhá. Java này nhưng thằng này bên này nhá. Nó ngược nhá, cứ nhớ là nó ngược với Java. Thằng này là kiểu giống kiểu khai báo của TypeScript, nhưng anh em học TypeScript rồi. Module trước có học TypeScript không? Module trước nữa. Như không đúng không? Không học TypeScript đúng không? TypeScript nó có kiểu dữ liệu rồi. Kiểu dữ liệu của thằng TypeScript nó như này luôn, nó khai báo kiểu bên này. Đấy thì anh em cũng bôi lệnh thôi, bôi đen lệnh này, sau đó anh em ấn set này cho nó chạy này, xong rồi reload sang bên này. Đấy thì em thấy là cái table này nó hiện cái mũi tên ở đây rồi, mở xuống thấy cái bảng student đây không, nhìn đâu thì anh em có thể là gì, ấn vào cái thằng này này, hover chuột vào đây, ấn vào cái bản ghi này, mình sẽ xem được cái bản ghi của nó. Đấy, có id lên s này, được chưa? Nó nhớ thì loát nhé, nó nhớ thì loát lại, được reset lại. Đâu? Đấy, về cách dùng thì cơ bản là như vậy thôi. Anh em có các bài thực hành ở trong nó cũng sẽ mô tả lại chi tiết để cho anh em thực hành. Cái gì đêm luôn Sai đi cặp cục nhọn đi kìa.
tròn tròn đây tạo ra đây cái này cũng nổi tiếng cái bên này đã từng là cửa thành phố từ ngày sau lúc nào vừa rồi sư đừng đau anh không anh cứ quen đi hết anh em nào muốn đưa chiến luôn thì sửa tên đi xuống thì tôi bắt đầu của sao quả đấy có đi nha làm thế nào để pin được cái này chứ sư đừng rồi tốt thành công đấy Em nhìn sơ Intu cái tên dữ liệu Insert gì vậy chứ? Nhắc quả không nhắc đâu còn nếu muốn không bạn ấy chuẩn phải áp sơ lên này chọn áp sơ rồi vẫn chưa cài xong á chạy nó chạy rồi sau đó muốn tập mềm nó cài ra tập mềm cho nó khỏe hơn trong ngữ pháp của hắn nó cũng sửa tôi không đủ tin đầu tiên là các trường trong ba lưu đầu tiên là các trường trong ba lưu Amter Sema nên Amter để thay đổi ID là không được tăng thì là không được tăng thì bỏ qua nên FPL này anh em phải search lại nhiều lắm search liên tục hết rồi hết rồi phải nó vẫn lỗi. Không có phải tên, có phải tên như thế đâu. Value đó là một cái value trong một vòng ngoặc tiếp. Chỉ là tên lên này thôi. ID name S thôi. À. Bỏ cái value. ID Sema thì chuột phải và cái data bay chọn từ Amter Sema cho viết tên mới xong Thank you.
chỉ định. Bây giờ em muốn đảm bảo cái đấy của cái này thì ngày nào chẳng có.
Cạo được không? Máy cạo nó lia là xong. Sao tự cắt là thì nó không hiểm ra không? Không, cái này... Cái này thì kiểu như ở cạo râu thì tiện. Đâu? Uống rượu á chẳng rượu á? Nhìn ngon nhờ, ăn ở đâu ấy? Chứ rót vào trong bài ăn thôi. Hôm qua trời đẹp thật. Không đi chứ. Chạy biết đẹp hay không? Tại vì chân đấy, bảo ăn thịt ngủ. Có thể đi đẹp lắm. Anh công tác thì em vào. Có thể đi ngủ ấy. Đáng ra đấy. Cháu là nhấp. Chị anh cũng thế rồi. Nhưng mà anh đi phần lại đấy. Luôn đấy. Gợi ý à, sao mình gợi ý nhỉ? Mình lại giờ gõ cho chay. Lai một thế rồi, nhưng mà chắc không có đâu. Đây, ví dụ như có lỗi gì nhá. Đây là ngủ lâu nhất. Trong vào trong lúc ngủ chị còn tỉnh mấy lần. Chị sẽ tìm tu. Và lưu hệ xì. Ờ có à? Có à? Có à? Chiều nữa chạy màu xanh như này. Mày em quay đêm thì gót. Mẹ. Mày đi về lưu hệ xì. Chẳng muốn lệnh ngoại thế này. Thế quá nhỉ.